Chưa thưa các em, hôm nay chúng ta bắt đầu sang phần chương 4 số phức. Ở đây ở ngoài bìa là một cái hình kim tự tháp, người ta đã tìm ra được một con số là y bình bằng trừ 1, đúng không? Nó chuyển sang phần chương 4. Số phức và các công thức hay là các phương trình liên quan đến số phức. Thì ngay bài 1 chúng ta đã tìm hiểu được, giới thiệu được số phức là gì, đúng không? Đấy. Rồi. Đấy thì các em đã được quan sát, đã được học ở trên lớp. Đấy. Thì các em đã được biểu diễn này, hay tính mô đun này, hay các công thức, hay hiểu được khái niệm phần thực hay phần đảo của số phức. Rồi, đấy, số phức liên hợp. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần giải bài tập cùng các em để hướng dẫn các em hiểu hơn nhé. Bài 1 này, trang 1.3. Người ta nói là tìm phần thực phần ảo của số phức Z. Số phức Z, được chưa? Rồi, ở câu A, Z bằng 1 trừ pi nhân y. Thì ở câu này thì mới rơi vào khái niệm này thì nó vẫn là gọi nhận ra, đúng không? Nhận ra rất đơn giản. Vậy thì phần thực ở đây chính là 1 và phần nào ở đây chính là trừ pi, đúng không? A là một phần thực, phần B sẽ bằng trừ pi là phần nào? Chưa? Câu B, chúng ta có Z bằng căn 2 trừ y. Như vậy A bằng căn 2 là phần thực, B bằng trừ 1 là phần A, đúng không em? Rồi, đấy, các em có thể ký hiệu được thành phần thực là R, green, blue, được chưa? Rồi các em để A với B cũng được. Rồi, sang câu C. Z bằng 2 căn 2. Thì 2 căn 2 ở đây phần thực là bằng A bằng 2 căn 2 luôn. Phần nào không có phần nào, tức là B bằng. Đây chúng ta khẳng định không có phần nào hay là B bằng 0? B bằng 0. Đấy. Rồi, sang câu D. Z bằng trừ 7y thì a phần thực bằng 0 và b bằng trừ 7 là phần a. Chưa? Chúng ta sang bài số 2, tìm các số thực xy biết. Hai số phức mà bằng nhau khi là chỉ ghi phần thực của chúng bằng nhau và phần ảo của chúng bằng nhau. Thế là 3x trừ 2 bằng x cộng 1. 2y cộng 1 sẽ bằng trừ đi y trừ 5. Đúng chắc em? Đúng chắc về đúng chưa? 3x trừ 2 rồi, x cộng 1. Rồi, nhưng mà giải phương trình này chúng ta thấy hệ phương trình này đơn giản đúng không? 2x bằng 3. Đây là 3y bằng 4, đúng không? 5 trừ 1. Rồi, chúng ta tương đương với x bằng 3 phần 2, y bằng 4 phần 3 thuộc R, nên thỏa mãn, đúng không? Câu B, ta có 1 trừ 2x trừ đi y nhân với căn 3 bằng căn 5 cộng với 1 trừ 3y minh ạ.
Và tương tự trên chúng ta sẽ có phần thực bằng nhau, bằng cân ngang phần nào bằng nhau, trừ cân 3 bằng 1 trừ 7. Chúng ta giải này ra, chúng ta thu được trừ 2x sẽ bằng 1 trừ cân 5 này, 3y sẽ bằng 1 trừ cân 3 này, tương đương với bằng 1 trừ cân 5 trên 2, y sẽ bằng 1 trừ cân 3 trên 3. Thế chưa các em? Rồi chúng ta sang câu C. Sang câu C ta có 2x cộng y này cộng với 2y trừ x này lý ngắn bằng x trừ 2y cộng 3 này cộng với y cộng 2x cộng 1 nhân với y ngắn này. Thấy chưa? Và thế tương tự chúng ta sẽ có tương đương với 2x cộng y bằng x trừ 2y cộng 3. 2y trừ x bằng y cộng 2x cộng 1. Rồi, đang biến đổi này, x ở đây chúng ta thu được x này cộng 3y bằng 3. Đấy là thấy 3 câu ABC mức độ khác nhau đúng không? Nhưng mà cũng đều là dễ dàng mà thôi. Rồi, x ở đây là 3x chuyển sang này 3x trừ y thì bằng trừ 1. Các em bấm hà giải cái phương trình ra thì các em sẽ thu được kết quả. Được chưa? Rất thêm nhanh. Ở đây thầy sẽ giải ra 3x trừ y trừ 1 rồi. Như vậy thầy sẽ giải ra như sau. Thầy sẽ có cộng 3y bằng 3 nhân 9x trừ 3 y, tức là thầy nhân 3 nhân trừ 3, thầy cộng 1 cho 2, thầy cộng 1 bằng 2, thầy thấy thì được 10 x bằng 0, vậy thầy thu được x bằng 0 và y bằng 1, được chưa? Đấy. Như vậy chúng ta đã tìm được các kết quả x và y của bài số 2. Không biết là có đề làm sao không? Không. Được. Chúng ta chuyển sang bài số 3. Yêu cầu 3 là trên một phẩm tọa độ tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện. Câu A, phần thực của z bằng trừ 2. Như vậy đây là tất cả các số phức z này là A cộng B, đúng không? Ở câu A thì A bằng trừ 2, thì tập hợp các điểm của các phần thực z phần trừ 2 là nằm trên đường thẳng như thế này. Thấy được chưa? Đấy, nằm trên thẳng này của câu A. Được chưa? Câu B, phần nào z bằng 3. Đấy là 3. 1 2 3. Đây là của câu B, phần nào z bằng 3. Phần nào z bằng 3. Câu C, phần thực của z thuộc khoảng từ âm 1 cho đến 2. Đây, tập hợp điểm biểu diễn phần thực của z thuộc khoảng từ âm 1 cho đến 2. Âm 1 cho đến 2 thì đây. Phần thực thì là x đúng không?
đây chính là của câu C. Đấy là tập hợp các điểm mà phần thực trong đấy là có khoảng từ 1 đến 2. Phần thực của Z từ đoạn 1 cho đến 3, à, phần nào của Z thôi là từ 1 cho đến 3. Đây câu C. Còn đây chính là câu D. Đấy. Còn câu E, phần thực của phần nào của Z đều thuộc đoạn trừ 2, 2. Đấy, đây là 2. Đây là trừ 2. Như vậy, nó sẽ chính là cái... Đây, thì sẽ dùng bút màu này. Thì sẽ dùng khoảng cái này là... À, thì hình vuông này chính là tập hợp các điểm. Tập hợp các điểm mà chúng ta... của câu E. Được chưa? Đây. Đây, mình lấy lại cái màu vàng này. Màu vàng này là các điểm của câu D nhé. Từ 1 cho đến 3. Đây là câu D. Được chưa? Đây. Như vậy chúng ta đã tìm tập hợp điểm biểu diễn rồi. Được chưa các em? Rồi, chúng ta sang bài số 4. Tính trừ đồng Z tức là tính mô đun. Thế phải gọi gì đối với tính mô đun của Z? Được chưa? Câu A này, Z bằng trừ 2 cộng Y căn 3. Vậy suy ra mô đun của Z sẽ bằng căn bằng 2 của 4 này cộng với 3 này sẽ bằng căn bằng, được chưa? Trừ 2 bình cộng căn 3 sẽ là bình. Câu B, Z bằng căn 2 trừ 3y. Vậy mô đun của Z bằng 2 của 2 cộng với cả trừ 3 tất cả bình. 2 cộng 9 là bằng căn 2 của 10, 11. Được chưa? Câu C, Z bằng 5. Vậy suy ra mô đun của Z là bằng bằng 5. Câu D, Z bằng Y căn 3. Mô đun của Z sẽ bằng căn bằng 2 của căn 3 tất cả bình. Sẽ bằng căn 3. Được chưa? Như vậy chúng ta hoàn thành xong bài 4 rất là nhanh, gọn và lẹ. Đây là rồi. Như vậy chúng ta hoàn thành xong bài 1 trên bài 4 của phần số phức. Bài 5, bài 6 trong phần 34 thì các em hãy theo dõi ở video kế tiếp các em nhé. Xin mời các em. Tính nguyên hàm các hàm số sau ở câu A. Chúng ta có fx bằng x trừ 1 nhân với 1 trừ 2x nhân với 1 trừ 3x. Rồi. Tính nguyên hàm. Rồi, từ đây, như ở bài này chúng ta nên nhân ra, đúng không? Chúng ta nên nhân ra thức ra trước. Đấy. Từ đây thành x trừ 1. Để chuyển lại thì cho dễ. Chuyển lại. Đây chúng ta có là 2x bình này trừ 2x, mà trừ đi x là còn trừ 3x cộng 1 nhân với 3x trừ 1.
6 x 3 trừ 3 x bình này, trừ 3 x bình, trừ 2 x bình, trừ 11 x bình cộng 3 x, cộng 3 x tiếp bằng cộng 6 x trừ 1 đấy, chúng ta suy ra là nguyên hàm của f x đấy sẽ bằng nguyên hàm của 6x3 trừ 1x bình cộng 6x trừ 1 đấy, và các em sẽ bằng này 6x mũ 4 chia cho 4 trừ đi 11x mũ 3 chia cho 3 cộng với 6x bình chia cho 2 trừ x quay thích phân cộng c. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ gộp như này. Nghe chưa các em? Rồi chúng ta sang câu sang cục B. Cục B liên quan đến lượng giác. Ta có Fx bằng sin 4x nhân với cos bình 2x. Nghe chưa các em? Rồi thì chúng ta phương pháp đầu tiên là chúng ta nên bậc. Có lẽ bậc không? Thành nghĩa là không. Bởi vì sao? Vì thường em nhìn ở đây sẽ thấy bằng 2 là bằng nhân. Vậy chúng ta phụ được sin 1x thành 2 lần sin 2x. Cos 2x thì thành cos mũ 3 2x. Tại vì sao thành giữ nguyên như thế này? Đây chúng ta cùng nhìn nhé. Nguyên hàm của fxd thì bằng nguyên hàm của 2 lần sin 2x này thành cos mũ 3 2x đấy này. Đấy. Thì đầu tiên cái dịch cái cos 3x sang bên trái là nhân sin 2x này, 2 thì chuyển vào đây thì thành dx, dx thì là cos 1 nhé. Nó cái gì này, sin 2x dx thì có phải là đặt nó chuyển ra ngoài dy của cos 2x không? D cos 2x thì là đạo hàm vi phần của cos 2x thì bằng trừ sin 2x d2x, đúng chưa? Trừ đây à, như vậy đẹp chưa, u 3 du rất là đẹp, trừ đi cos u 4 hay chia cho 4 cộng c được không? Là chúng ta vừa bên xong, bây giờ sang cộng c. C nhìn mặt chẳng quan rồi. Ta gọi fx bằng 1 trên 1 trừ x bình rồi. Đây bỏ hai tách ra này, 1 trên 1 trừ x nhân với cả 1 cộng x. Trên tử là cộng với nhau bằng 2, chia 2 thì còn 1 trên tử đúng không? Nên sẽ bằng 1 phần 2 nhân với 1 trên 1 cộng x cộng với 1 trên 1 trừ 1 trừ x. Đấy, chúng ta suy ra được nguyên hàm của fx dx sẽ bằng gì? 1 phần 2 đi ra ngoài này của 1 trên 1 cộng x trừ đi à, cộng với 1 trên 1 trừ x dx. Đây phải bằng cái 1 trên 1 cộng x thì cho em được dx cộng 1 thì là 5 chia đối với x cộng 1 trừ đi, tại sao trừ d 1 trừ x muốn đổi đuôi thành d 1 trừ x thì phải đưa dấu trừ ra ngoài, thế trừ đi 5 1 trừ x cộng c. Chúng ta kết quả cuối cùng là như vậy. Được chưa? Rồi, chúng ta sang câu số D.
nhưng có các x bằng mx trừ 1 tất cả những 3. Mx trừ 1 tất cả những 3. Rồi, mx trừ 1 tất cả những 3. Chúng ta nên để nguyên hay làm gì đây? Nếu mà để như thế này, chúng ta rất khó xử lý. Thì chúng ta nên bỏ thứ em 3 này trừ đi 3 lần em 2 cộng với 3 lần em trừ đi 1. Được chưa? Đấy. Để suy ra được nguyên hàm FFD chấp bằng nguyên hàm của em 3 trừ đi 3 lần em 2 cộng 3 lần từng cái số mũ mà có 3, 2 này các em phải đổi đuôi đúng không? Thì đây chúng ta vẫn giữ nguyên 3 x nhưng mà phải trên 3 chỉ 3 lần em 2 phải trên 2 cộng với 3 lần em trừ cộng c đây các em. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài số 1, bài số 2, bài số 3 của phần đầu ôn tập chương 3. Rồi các bài tiếp theo các em hãy xem một cách giải ở video kế tiếp các em nhé. Rồi có gì thắc mắc hay là có gì các em có cách làm hay các em comment xuống bên dưới. Xin cảm ơn các em. Xin chào tất cả các em, thầy là Nguyễn Hồng Minh, thầy là dạy toán ở trung tâm Việt Sách. Nếu các em thấy các cách giải của bài tập của thầy hay thì các em hãy ấn like và subscribe bên dưới. Các em có vấn đề gì thắc mắc về bài tập hay là muốn chia sẻ cái cách giải với bạn bè thì các em hãy comment ở phía dưới nhé. Chúc các em học tập thật là tốt.